khi mà làm những cái sản phẩm lăng mộ đá nói chung ấy, thì một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đó là cái vấn đề tỷ lệ của sản phẩm. Tại vì khi mà chúng ta đã thiết kế, chúng ta đã chế tác lên một cái sản phẩm lăng mộ đá thì cái tỷ lệ của nó phải đạt chuẩn. Tức là khi mà chúng ta nhìn vào một cái là chúng ta thấy nó thuận mắt ngay. Tức là để tạo nên được cái việc đấy thì nhiều khi là có nhiều bác, các bác không chú ý đến những cái vấn đề đấy đâu. Nhưng mà khi mà các bác nhìn vào một cái sản phẩm lăng mộ đá như thế này chẳng hạn, thì các bác sẽ thấy là trông nó rất là vừa mắt. Thì cái vừa mắt ở đây ấy, nó chính là cái sự cân đối của tỷ lệ. Ví dụ như cái chiều cao của cái phần đế này lên đến cái phần này là bao nhiêu, chiều cao của cái phần cung thờ này là bao nhiêu, rồi tổng chiều cao của các cái chi tiết thì nó tạo thành cái kích thước của cái tổng thể của một cái sản phẩm như vậy, thì nhìn nó cân đối và nó hài hòa. Và là đối với lại những cái sản phẩm lăng mộ đá của Đá Mỹ Nghệ Anh Quân nói chung ấy, thì mình luôn luôn muốn đưa ra những cái thiết kế mới, những cái sáng tạo mới để làm sao không ngừng càng ngày mình càng nâng cao chất lượng của những cái sản phẩm hơn. Ví dụ như cái phần đế của cái lăng này chẳng hạn, đây là một cái chi tiết rất là mới và mình khẳng định rằng là chưa có đơn vị nào có. Và ở trong các cái chi tiết, các cấu kiện ấy, thì nó phải có cái điểm chính và điểm phụ. Ví dụ như này, ở cái phần giữa này chẳng hạn, thì ở đây là mình đang cho đục một bức hổ phù, nó rất là nổi. Nhưng mà bên cạnh cái bức hổ phù này thì mình đang dùng hai cái cột này thì làm theo kiểu là triện, và cái họa tiết là băm nhám cộng với các cái đường chỉ đánh nhẵn theo cái kiểu là tương phản, tức là có cái chỗ màu đậm, có chỗ màu nhạt để cho nó nổi bật lên. Và chính như hai cái cột này thì nhìn nó đơn giản thì nó sẽ tôn cái bức ở giữa này lên thì nhìn nó phù hợp hơn, chứ tránh cái trường hợp là ở giữa này chúng ta đã đục rất là kỹ, rất là cầu kỳ, nhưng ở bên cạnh này cũng lại đục chạm là nhiều cái chi tiết quá thì dẫn đến cái việc nó bị rối. Hay là đơn giản là như thế này, chẳng hạn trên một cái chi tiết của một cái cột này, của một cái cột này thôi đấy, thì nó có những cái phần mảng ấy đậm này, nhạt này, đậm này, nhạt này, và nó có cái điểm chính điểm phụ. Tức là cái cột này thì mình muốn là tạo cho nó cái sự chắc khỏe, thì ở đây là những cái chi tiết này dùng cái chi tiết băm nhám để cho nó tạo cái sự chắc khỏe. Và nhiều khi thì mình thấy là có những cái đơn vị thì người ta lại đục ở đây rất là nhiều những cái hoa văn rồng phượng gì đó, thì nhìn thứ nhất là nó nhỏ như thế này thì nó cũng không đẹp, và thứ hai nó bị rối. Và ở đây có một cái điểm đặc biệt nữa là cái phần cửa võng này, cái cửa võng này nó rất là kỹ, thế nên ở cái phần cửa võng này mình đã đục chạm rất là cầu kỳ, rất là tinh tế rồi, thế nên là hai cái cột này thì mình làm đơn giản thôi để cho nó tôn cái phần này lên. Thì chính cái việc là có cái đơn giản nó đặt bên cạnh những cái cầu kỳ ấy, thì nhìn cái sản phẩm nó sẽ có điểm chính điểm phụ thì nó đẹp hơn, chứ tránh cái trường hợp là chúng ta đục chạm quá nhiều nó dẫn đến cái việc là lăng nhăng, nó trông nó không ra đâu vào đâu cả. Và một cái điều rất là quan trọng nữa chẳng hạn như này, đối với lại cái phần mái của cái lăng thờ này chẳng hạn, thì thường là mình làm nó rất là to, tức là làm nó đúng tỷ lệ, chứ còn bình thường thì có khi là người ta làm thì cái tỷ lệ nó bị sai, tức là cái khối lượng của cái viên đá đấy nó hết ít, nó dễ làm hơn. Nhưng mà ngược lại khi chúng ta nhìn vào thì cái sản phẩm nhìn nó không thuận mắt, nhìn nó không có đẹp, thì đấy cũng là một trong những cái vấn đề quan trọng. Và chính cái việc là mình làm to, mình làm cầu kỳ như thế này thì nó sẽ dẫn đến cái việc là cái đơn giá của những cái sản phẩm như thế này thì nó sẽ phải cao hơn. Nhưng mà mình hướng cho khách hàng của mình đến những cái sản phẩm nó thật sự là nó chất lượng như thế này, để nó đảm bảo rằng công trình lăng mộ của mình, công trình tâm linh của mình trải qua thời gian, trải qua năm tháng ấy, nó vẫn thật sự là giá trị về mọi mặt, về mọi mặt. Chứ còn tránh cái trường hợp là nhiều bác làm xong bắt đầu là đến lúc các bác ấy đi thăm những công trình lăng mộ khác thì thấy là cái sản phẩm của người ta làm nó tốt quá, nó chất lượng quá, nó đẹp quá, thì dẫn đến cái việc là các bác ấy tiếc, nhưng mà lúc đấy các bác cũng không sửa được. Thế nên là ngay từ ban đầu các bác làm là các bác phải chú ý đến cái vấn đề của tỷ lệ của sản phẩm như thế này. Và có một cái điều rất là quan trọng nữa, đó là cái vấn đề về cái chất liệu đá. Thì cái vấn đề về chất liệu đá này thì mình đã nói rất là nhiều lần ở trong những video trước, nhưng mà về cơ bản ấy, khi mà chúng ta có một cái diện tích đất chẳng hạn, thì các bác muốn xây dựng những cái công trình lăng mộ ấy, thì điều đầu tiên là các bác phải có một cái thiết kế nó chuẩn về quy hoạch, nó hài hòa về tổng thể. Tức là có nhiều lúc ấy, có những cái công trình lăng mộ các bác ấy đầu tư cũng khá là công phu kỹ và với cái mức đầu tư lớn, nhưng mà vì cái việc là thiết kế quy hoạch nó không chuẩn ấy, thì dẫn đến những cái vấn đề khác, chẳng hạn như vấn đề về phong thủy, rồi vấn đề về cái việc là sắp xếp công trình của mình nó không được hợp lý. Thế nên là ngay từ ban đầu khi mà các bác đã có ý định xây dựng những cái công trình lăng mộ thì các bác nên tham khảo ý kiến của những chuyên gia để làm sao mình đưa ra được những cái thiết kế, những cái quy hoạch làm sao cho nó phù hợp nhất với cái diện tích, với cái khu lăng mộ đó, để tránh cái trường hợp rằng là công trình của mình làm lên xong rồi nó không bị lãng phí. Và quay trở lại cái việc là lựa chọn những cái sản phẩm đá Mỹ Nghệ ấy, thì cơ bản nhất là các bác phải chọn làm sao cái sản phẩm đấy nó phù hợp, kích thước của nó phù hợp với lại công trình của mình. Hai nữa là đối với lại những cái sản phẩm đá thì cái việc rất là quan trọng đấy là cái việc mà lựa chọn cái nguyên liệu làm sao cho nó tốt để nó đảm bảo chất lượng của công trình. Và còn về cái vấn đề đó là khi mà bắt đầu vào thi công thì cái vấn đề về tỷ lệ của sản phẩm cũng rất là quan trọng đấy, làm sao các bác phải cân đối được tất cả những cái việc đấy thì mình sẽ tạo nên được những cái công trình lăng mộ đá chất lượng cao. Và nếu như quý vị và các bạn muốn tìm hiểu thêm về việc xây dựng
những cái công trình lăng mộ đá chất lượng cao thì quý vị và các bạn có thể gọi điện cho em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ tư vấn giúp quý vị và các bạn để làm sao mình có thể xây dựng được những công trình lăng mộ đá chất lượng nhất. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.